Sài Gòn bắt đầu có những cơn mưa âm ỉ, dai dẳng và se se lạnh. Thật khó để dậy sớm. Dẫu đêm qua Hà đã quyết tâm thức dậy lúc 5 giờ rưỡi. Mình ghét tiếng chuông điện thoại kinh khủng khiếp, nhưng không có nó thì mình khó lòng thức dậy nổi. Hôm nay là ngày thứ 7, mình tập thói quen mới dậy sớm. Nhưng thật lòng mà nói, chuông reo mãi đến lần thứ 3 thì mình mới lấy hết can đảm để ngồi bật dậy và quyết định rời khỏi giường. Mình mở cửa sổ, trời mưa thì mỗi lúc một to hơn, nặng hạt hơn, nhưng trời vẫn sáng, đủ để báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mình chưa tỉnh ngủ hẳn, nên một ly cà phê nóng trong không khí lạnh lẽo như thế này sẽ là giải pháp, phải không? Mình mở cửa chính, tranh thủ không khô chiếc áo len dài hôm qua còn ẩm ướt. Vừa uống cà phê, vừa check tin nhắn xem có ai hỏi thăm gì mình không. Chỉ như là không, mình tủi thân thực sự luôn ý. Mình sẽ đem mấy chậu cây ra ban công và bắt đầu gấp chăn màn cho tỉnh táo hẳn. Hello ngày mới, mình sẽ chọn một chiếc đầm linen xinh xắn, thoải mái cho ngày mưa. Phải linen thì có ủi hay là lừa biết bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ nhăn nhúm, nhưng mặc một lúc thì nó sẽ trở nên dễ chịu hơn. And all the tangles of our past are smoking ashes now. Trong những ngày mưa gió như thế này, mình thật sự rất lười để nấu nướng hay là ra ngoài mua bữa sáng, nên mình thường ăn ngũ cốc với sữa luôn, vừa tiện vừa nhanh, nhưng đủ chất dinh dưỡng, chỉ có điều là nó hơi ngán một chút. So unsure of who you are, you turn something good into pain. And all the tangles of our past are smoking ashes now. Forgive and remember, it's the only way to be when you're me. Forgive and remember, it's the only way to see what is real, to be free. I'm free 'cause I wanna be, and I've forgiven you, no need to speak. Grievous words stir up anger. Forgive and remember, the only way to be your means, times like these. Forgive and remember, it's the only way to see what it is good to be free, to be free. Mình sẽ kiểm tra bản kế hoạch đã viết sẵn từ đêm qua.
để không bỏ sót những công việc cần phải làm hôm nay. Đôi khi có những việc phát sinh không nằm trong bản kế hoạch, nhưng mình luôn cố gắng hoàn thành bao nhiêu thì hay bấy nhiêu habit to-do list của mình. Công việc tiên quyết sáng nay của mình là phải dọn dẹp lại bàn làm việc cho gọn gàng và ngay ngắn. Công việc thứ hai của ngày hôm nay là mình sẽ dọn cả sách và quyết định lục lại những cuốn sách mình đã đọc qua rồi. Giờ thì mình không cần chúng nữa. Mình sẽ viết một quay hay tặng từ thiện cho những bạn cần chúng hơn. Và vô tình, mình bắt gặp một chiếc album nhỏ lưu giữ những hình ảnh của mình và gia đình mình. Có những người trong album đã không còn hiện diện trong cuộc sống của mình vì họ đã phải sang một thế giới khác. Và mình cũng nhìn thấy mình hồi còn bé tí ti. Nhưng điệu đà vô cùng, phải không? Mình may mắn có mẹ là thợ may nên được mặc rất là nhiều quần áo xinh xắn. Mình đã cắt tóc tém từ hồi nhỏ đến tận lớp 3 lần đó. Mình muốn nói với các bạn là mình mới có một chiếc ống thủy tinh nhỏ xíu, nên mình sẽ pha một ít trà nóng cho sáng nay nhé.
Dạ, bây giờ thì mới có 9 giờ sáng thôi, nhưng mà thật sự họ đã làm rất rất là nhiều việc rồi. Và trong một tuần dạo gần đây thì họ đang tập cho mình một cái thói quen thật là tốt là mình sẽ cố gắng đi ngủ thật sớm, và sau đó thì mình sẽ dậy trước 6 giờ thay vì 7, 8 giờ như trước đây. Và trước đây thì họ cảm thấy cái buổi sáng của mình thật sự rất là ngắn và kiểu vội vàng và gấp gáp sau ấy. Nhưng mà từ ngày họ tập thói quen cho mình dậy sớm thì cái công việc nó hiệu quả hơn nè, họ làm được nhiều việc hơn, và đặc biệt là mình cảm thấy sảng khoái và thực sự nó rất là tràn đầy năng lượng luôn ấy. Thật sự là sáng nay thì cái giọng của họ hơi bị biến thái một chút đúng không? Tại vì những buổi sáng lạnh như thế này thì cái giọng của mình không được trong trẻo lắm ấy. Ok, bây giờ thì chắc là họ sẽ đi ra ngoài để gặp nhà cung ứng của mình cho một dự án sắp tới. Nói chung cái dự án này thì họ đã ấp ủ khá là lâu rồi, nhưng mà tới tận hôm nay thì họ mới bắt đầu thực hiện được. Và dự án gì thì chắc là trong vlog tiếp theo họ sẽ bật mí cho các bạn nhé. Bây giờ thì họ sẽ ra ngoài thôi. I hy vọng là các bạn cũng sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng như họ nhé. I hope you have a nice day. Bye, love you. Xin sĩ quen, họ vẫn chưa có kịp đọc rap. Các bạn coi nếu video ngày hôm nay thật sự thú vị thì các bạn nhấn nút like, subscribe cũng như là nhấn cái chuông bé bé xinh xinh để cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau vào mỗi thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần trên kênh của Hạ Sumi nhé. Bây giờ thì Hạ sẽ nói là chào tạm biệt các bạn ở đây. Tạm biệt thiệt rồi đó. Bye 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 bye.